8 này giúp cho Hữu Nghĩa trị bệnh. Hữu Nghĩa là xuất thân là từ nghệ sĩ cải lương, diễn qua hài, rồi diễn chung với các ca sĩ bên tập kỹ đại nhạc hội rất là nhiều, nên cái sự quen biết rất nhiều, nên được sự ủng hộ khi nghe tin Hữu Nghĩa bị bệnh á, không có tiền trị bệnh uống thuốc bồi dưỡng thì anh em hỗ trợ rất nhiều. Đây là cái gì, cái con số này đông nhất là trên gần 50 người tham gia, với số tiền là hiện giờ là khoảng 40 mấy triệu rồi. Đó là con số cao nhất trong 38 kỳ Cần Câu Cơm từ trước đến nay đó. Nói chung cái này từ thiện là tùy duyên, nhưng cái duyên đó là từ sự quen biết. Quen biết của Hiếu Nghĩa đối với cộng đồng anh em trong giới. Đó, được lòng thì anh em sẵn sàng giúp thôi. Còn cao mà nhì hơn là khoảng bao nhiêu triệu ạ? Ai là cao mà cao thấp hơn chút đó, thấp hơn của anh hơn chút là anh Tài Bộ Bộ được 28 triệu. Còn này hình như là em thấy có sự duyên của những nghệ sĩ Hồng trong Tơ. Này là công của Hồng Tơ rất lớn, gieo duyên. Hồng Tơ cũng là chúng chơi đông giới rất là nhiều, cũng quen thân nhiều, vận động anh em ok nhiều giúp tham gia rất là nhiều. Lần đầu tiên cái chương trình này có, nếu mà trực tiếp cái người tham gia đóng góp là khoảng 50 người, mấy kia là khoảng 30 người là hết. Cái số tiền bây giờ nó cũng quá trời này. Là có thể con số nó còn tăng nữa, đến khi đến giờ phát quà nó tăng nữa. Rồi nếu mà quý vị khán giả mà muốn ủng hộ sau này, chỉ cần đóng góp sau này, người ta cần hỗ trợ như thế nào? Chuyển tiền như thế nào hay là chuyển tiền vô tài khoản của tôi, của anh. Dạ. Chuyển tài khoản của anh đúng không? Tất cả hồi xưa giờ là chuyển tài khoản của anh hết. Dạ. Là muốn cần thì liên lạc cho anh. Còn dù ai, quy tắc cái đăng mạng của anh á là ai cho 100 cũng đăng. Dạ. Nó minh bạch rõ ràng. Dạ. Nữ nước ngoài trong nước gì anh em đều thấy cái sự minh bạch đó đúng, người thật việc thật nên họ tham gia thôi. Còn có những tổ chức mà mình không nói đàn làm nẻo không có đúng, còn đây là làm đúng. Với hồi đó mình đâu có dự định là nó sẽ kéo dài cái con cơm mình như thế. Ban đầu thì chỉ tính cao lắm ở trong mùa dịch thôi, giải quyết trong mùa dịch chừng chục người khó khăn, nhưng mà không, bây giờ nó kéo tới 3 năm rồi. Lên con số 38 rồi. Và hy vọng cái con số này nó sẽ còn được nhiều, tại vì cái tiếng vang thì nó rộng rồi. Anh nghệ sĩ rồi khán giả, nhà hảo tâm trong của nhà nước đều càng ngày càng tham gia rất nhiều. Hy vọng là cái chương trình này còn kéo dài để giúp cho nhiều nghệ sĩ, vì thật ra nghệ sĩ nghèo rất là nhiều. Nghệ sĩ mà nổi tiếng thành danh thì họ có cái cuộc sống hoặc khá, nhưng mà nghệ sĩ hàng dưới nghèo đa hố, không nhà cửa, đi sống tạm bợ, dù buôn bán vé số rồi buôn bán này nọ, chạy xe ôm rồi xe hồ, thu nhập đâu nhiêu. Có xô thì được đi xô, nhưng mà xô là bao nhiêu, mấy nghệ sĩ mà hạng thấp đó thì cao lắm 300-400 ngàn là hết mức một đêm, thì tiền xe đi ăn uống về nó cũng đâu còn bao nhiêu. Rồi, cảm ơn anh đã góp nhiều công sức để ủng hộ những nghệ sĩ. Chúc anh nhiều sức khỏe để còn giúp đỡ nhiều nghệ sĩ. Rồi, cảm ơn anh rồi. Rồi, cảm ơn. Thôi bây giờ thì mình ca cho nghệ sĩ nghe, mình ca cho đại gia đình của mình nghe, mình ca cho anh em YouTube nghe, rồi tặng cho Tài Bữa Bửu một người bạn mà bây giờ chẳng may là bệnh nên là tặng đi cho bạn có niềm vui, tặng cho tất cả đại gia đình chúng ta với ba câu giọng gỗ trong kịch bản Manh Áo Quê Nghèo. Thành Lập đàn guitar, Bảo Cường đàn sến, Quốc Tiến đàn mõ. Làm chi hỡi phương anh, từ đây tan tác mồ tâm tình, từ đây hai nẻo trời băng giá
chuyện qua trở về yên quân để mà ăn uống cuối ngày vàng của một bà hoàng tử. Tôi một kẻ cô đơn đứng bên về đường cuối đầu mà tuân theo trước gần mở Xin cảm ơn anh Thanh Tuấn rất là nhiều và xin cảm ơn nhạc sĩ guitar Thành Lập Vỗ Thái. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đàn Sến Bảo Cường và organ Quốc Tiến.